Xin chào các bạn. Nè, các bạn thấy nè. Hiện nay, hôm nay là có rất là nhiều khách hàng hỏi mình. Nha. Là cái hiện tượng này. Nè, cái cây bên đây nó xanh gì nè. Đó, còn cái cây bên đây nè. Đó. Nghe thấy không? Nè. Nó cùi chưa? Lá, bộ lá mình ở trên sao? Cái lá mà ở trên mà nó đen sậm lên hết. Nó đen sậm lên hết. Nó không xanh bóng như được như những cái cây bình thường như thế này. Đó, thì mấy bạn biết rồi. Là nó sao? Nó đã bị thối rễ dưới đây rồi nha. Mà cái bệnh này á, mình nói trong những mùa trước rất là nhiều rồi. Nó là cái nghiệt của cây sầu riêng nha. À, nó bị chỗ nào, nó bị cây nào là chết cái đó nha. Có thể á, là nó bị một chục cây có thể cứu được một hai cây, chứ không ai dám dỗ người xuyên tên là một chục cây cứu được một chục cây. Và không có sản phẩm nào một chục cây nào. Nó bị như thế này, không có sản phẩm nào dám khẳng định là cứu được một chục cây nha, do cái tỷ lệ rễ dưới nó bị tổn thương như thế nào. Thì nếu mà tổn thương khoảng 30-40%, tức là cây này còn rễ, thì mình dùng những cái dòng nấm bệnh, ví dụ như Adifort nè, tiếng trùng nè, Ridomin nè, mình tưới thì nó lên. Còn rễ nó bị tổn thương nhiều quá thì nó sẽ không lên, nó chết luôn nha. Đây là cái nghiệp của cây sầu riêng. Thì cây sầu riêng chỉ có bệnh này nó chết thôi. Tại sao? Thì bệnh này từ đất lên. Con nấm Phytophthora, nhà nấm Fusarium á, nha, nó phát triển trong đất. Và nó rễ của mình á, nó bị tiếng trùng tấn công. Tấn công lâu ngày rồi, rễ mình bị tổn thương. Đó thì hai con nấm này nó sẽ tấn công vào những cái chỗ tổn thương của đầu rễ mình. Đó, nó vô tình nó vô hiệu hóa cái rễ nha. Từ từ rễ mình không có dinh dưỡng được. Đó, tấn công từ từ vô thì rễ cây mình á nó sẽ có hiện tượng là vàng lá thối rễ. Đó. Thấy không? Đang tốt gì đó, nhưng mà bệnh này nha, nó không bị ở những cây xanh tốt hay là cây yếu gì hết đó. Tức là cây nào nó cũng bị hết đó. Nó bị dùng đất nào thì cây đó ngay đó nó phải bị thôi nha. Thì cách xử lý như thế này, các bạn thấy không, cái mô mình đang như thế này nè, đó. Nè nó bị ngay chân cậu rễ nè. Đó. Mấy bạn xới hết cái lớp đất này ra, xới ra chuyện nào lòi lên những cái rễ bự lên, xới hết ra ngay, chứ mấy bạn để như thế này mấy bạn tưới tới đâu chết tới đó. Tại sao? Tại vì nó bị á, cái bệnh này mình sợ nó bị, nó tấn công vào những cái đầu rễ lớn. Nhưng mà mình còn được những cái rễ lớn thì cây này mới sống được. Nếu mà nó còn những cái tơ là vô nghĩa nha. Thì mấy bạn phải xới ra cho nó lú, lòi mấy cái đầu rễ ra, đầu rễ lớn ra. Rồi bạn lấy cây sục á, bạn ghim thẳng xuống một gốc như thế này, mới ghim xung quanh cho mình. Ghim khoảng 4 lỗ tới 5 lỗ, 8 lỗ càng tốt. Ghim nằm mình sục tới những cái đầu rễ lớn là mình cứu được những cái rễ lớn. Cái cây này thí dụ như cây này 5 rễ lớn thì bạn cứu được 2 rễ lớn thì xanh này nó sẽ hợp lại nha. Còn mà bạn không cứu được những cái rễ lớn là cây này chết. Vậy thôi. Tại vì á nó tấn công những rễ lớn. Rễ lớn chết thì cây này nó mới chết nha. Còn mấy rễ thôi là không quan trọng. Những cái rễ mà ăn trên mặt đất á, các bạn xới là nó sẽ thấy là những rễ trên mặt đất nó bị đứt nha. Bình thường, không quan trọng. Quan trọng là những cái đầu rễ lớn nha. Cứu được rễ lớn thì mới cứu được cây này. Đó, như thế. Nha, nó tấn công những rễ lớn. Mà rễ lớn nó bị tổn thương rồi đó thì nó cây nó mới tàn như thế này. Nha. Túi hết tất cả những rễ lớn thì cây này gần như là không cứu được. Đó. Thì một cây nữa nha. Đây, như cái này. À, bạn thấy không? Nó cùi hết tất cả những rễ bự lớn. Đó, cây này thì chắc chết rồi, cứu không nổi rồi. 2-3 tháng nay nó nằm như thế này hoài. Đó, cây này khó cứu. À, những cây kế bên nó thì nó xanh gì đó. Nha. Đó thì mưa dầm tới rồi. Hôm nay mình tất cả những vườn mình làm theo quy trình của mình đó, là mình cho tưới tiếng trùng và nấm bệnh, tưới Adifort dưới gốc. Và cầm cái tiếng trùng mình tưới rồi. Nha. Là tránh tình trạng này thì các bạn tưới cho mình đi. Nha. Còn bị như thế này á, nãy mình bày rồi đó. Bạn xới hết đất ra, cho lòi những cây lớn lên. Rồi lấy cây sụp thẳng xuống những cây lớn nha, tới được những đầu cây lớn, chặn đứng cái hiện tượng bệnh lại để cho nó không lây lan ra. Còn cây lớn thì mới phục hồi được. Còn không còn cây lớn á, còn những cái cây nhỏ, cây đứng hoài vậy nè. Nó không chết. Nhưng mà nó không phục hồi nổi. Đó rồi nào. Nha. Rồi cũng bây giờ mình sẽ chia sẻ một số thuốc dùng cho giai đoạn này. Rồi chào các bạn. Nha. Thì mình nói trước đầu tiên là nguyên nhân. Nguyên nhân là do tiếng trùng nha, do mình không có người tiếng trùng nhiều. Nha. Nguyên nhân là do mấy bạn không có sử dụng tiếng trùng. Ha, thì tiếng trùng nó tấn công những cái đầu rễ mình nè, mấy bạn nhìn nè. Đó. Nó sẽ làm cho rễ mình tổn thương. Thì từ những tổn thương đó thì đó là cơ hội cho Phytophthora tấn công vào bộ rễ của mình. Và kết hợp với độ ẩm nữa ha, độ ẩm cao thì Phytophthora phát triển mạnh, đặc biệt là vào mùa mưa như năm nay nha, năm nay mưa sớm vụ. Rồi đây là nguyên nhân đầu tiên đó,
rồi có nguyên nhân rồi đó, rồi bắt đầu mình tới trị bệnh nha. Thì trị bệnh thì mình đa số thì mấy bạn biết rồi, bà con biết rồi, là dùng Adifort nè, dùng Matasi nè ha, Matasi nè, dùng Aliex nè đó, dùng Diromin nè đó. Thì cách sử dụng như thế này mình chia sẻ luôn, tức là cái Adifort 400 mà bên mình có ba dòng Adifort, Adifort 400 Portfonat, Adifort của Mỹ, cái này là của Úc nha. Đây, Adifort công nghệ sinh học, tất cả những dòng Adifort này là sinh học hết nha bạn. Đây, đây là sản phẩm của Úc, Australia, Úc. Rồi, Adifort 400 của Úc, mình có cái Adifort 458 của Mỹ, đây, made in Mỹ, và cái Adifort của Anh Quốc, Adifort 640. Nè, thì thành phần của Adifort 400 này, để mình coi mấy bạn có cái thành phần. Nè, thành phần nó là 400g trên lít. Nè, nó được là hai công nghệ, công nghệ làm công nghệ đầu tiên là mono potassium phosphonate và đi potassium phosphonate nha. Cái này cũng vậy mấy bạn, cái này cũng là gì, thì nói chung là cơ chế hoạt động của Adifort là nó như thế nha. Đây cũng vậy nè là 458g mono potassium và đi potassium phosphonate đó nha. Thì cái Adifort này nó giúp tăng kích kháng chủ động nha, tức là tăng những cái kích kháng làm lành cái vết bệnh ở những nơi dùng gãy, chứ nó không đối kháng lại cái nấm phytophthora nha. Nó sẽ tăng kích kháng lên, nó chống lại cái phytophthora này, chứ nó không đặc trị, chứ nó không diệt hoàn toàn nấm phytophthora. Thì những cái chỗ bệnh của mình á, dùng gãy á, mình được tăng kích kháng, nó được làm lành cái gãy lại, và cây mình nó có sức đề kháng cao lên, chống lại được những cái con nấm phytophthora đến con dùng gãy. Đây nè, các bạn thấy nè, nó ghi nè, nó là phân bón lá hỗn hợp 26-19, nên là 26 lần 19 cali. Nó chuyên dùng cho sầu riêng là đối kháng nấm phytophthora bằng cơ chế là kích kháng chủ động đó ha, bằng cơ chế là kích kháng chủ động nè. Cái cơ chế tác động của Adifort nè là rất linh hoạt, hấp thụ nhanh, lưu dẫn hai chiều là sao bạn, tức là lưu dẫn từ rễ lên lá và từ lá xuống rễ ngược lại ha, kích thích đề kháng, nó sản xuất protein và protein cô lập vùng bệnh, diệt nấm bệnh đó, tức là nó cô lập vùng bệnh, tức là những cái dòng Adifort này nó sẽ không làm cho cái bệnh dịch bệnh dưới gãy mình nó lan ra ha, không làm cho lan ra được, và mình tăng kích kháng lên, làm tế bào dày lên, nó làm lành tế bào thì mình sẽ trị gãy được cái nấm phytophthora tấn công. Rồi cái Adifort, còn cái Adifort 640 này nó là 35 lần 32 cali nha. Thành phần nó cao hơn thì nó cũng cơ chế như thế nữa các bạn. Đây nè, nó hơi nhỏ nha. Nè, mono potassium và đi potassium phosphonate, nó như thế thôi. Thì nói chung là những cái dòng cơ chế hoạt động của Adifort nó là như thế nha. Thì liều dùng như thế này, mình chia sẻ liều dùng. Mấy bạn có thể cộng một chai Adifort này, mấy bạn pha cho mình 200 lít nước, nếu mà tới ngừa nha là 300 tới 400. Mấy bạn cộng cho mình một chai Adifort 400 này, Adifort của Mỹ này, cộng với một chai tiêu tiến trùng này, mấy bạn pha cho mình 400 lít nước đối với tới ngừa nha. Còn mà đã bệnh rồi đó thì một chai Adifort này mấy bạn tưới cho mình 100 tới 150 lít nước đặc trị nha, nó muốn đứt bệnh liền là pha chai này 100 lít nước, cộng với cho mình một gói Matasi nữa nha. Đó, Matasi của Mepacivit hàng xịn. Cái thành phần của Matasi này là Metalasi 500g trên ký đó. Hai gói này cộng lại, một chai Adifort này cộng với một gói Matasi này, nếu mấy bạn dùng 150 lít nước mà cây đăng vàng lá thuốc rễ đó, mấy bạn cộng cho mình 150 lít nước nha. Hai gói này với một chai này hai cho 150 lít nước, cái bằng sụp xuống nha, mình nói rồi sụp xuống nha, chỉ tưới là vô nghĩa nha. Còn mấy bạn muốn tưới á thì bạn banh gốc ra hết, banh đất ra cho nó lú rễ lên rồi bạn tưới nha. Adifort này cũng vậy, mấy bạn dùng cho mình là 100 lít nước tưới đối với những cây mà đang già lá thuốc rễ nha. Còn ngừa thì mấy bạn tưới cho mình 200 là đẹp, ok đó. Đầu mùa mưa này mấy bạn mình nên khuyến cáo là giờ mấy bạn có thể dùng không dùng Matasi, mấy bạn có thể dùng Aliex, nó cũng là dùng lưu dẫn hai chiều nha, nó giống như là cái Adifort này. Hoặc là mình thấy hai mấy bạn hay dùng Diromin đó, thì mình không hiểu sao á, mình bán Diromin này cũng nhiều lắm nhưng mà thật sự là mình không thích đó. Tức là lúc trước đây á, mình làm nhiều vườn cũng rất là nhiều năm rồi, mình có vườn rất là nhiều năm, thì trước đây đó mình tưới cái Diromin này thì nó hết, và mà đặc biệt là mình tưới á, và mình quét xì mũ á, thì nó hết, mà hiện tại này quét nó cũng không hết xâm chì à nha. Bây giờ không biết sao không biết, nhưng mà thật sự là mình thấy như vậy, mình nhận định như vậy
nha. Còn nếu mà bị xì mũ thì mấy bạn dùng Cardifos nguyên chất này cộng với Dirumin hoặc là Matasi mà quét nó sạch như nước cơm, với bạn quét cho mình nha. Rồi nếu mà bị vàng lá thú rễ như hiện tượng như trên video thì mấy bạn pha như thế, một chai này cũng là 100 lít nước, một chai này cũng là 100 lít nước nha. Nếu mà bị xì mũ như trên video là chai này mấy bạn pha cho mình 100 đến 150 lít nước cộng với 2 gói Dirumin 100g hoặc là 2 gói Matasi 100g hoặc là Alies cũng được, bạn tưới cho mình. Xong 7 ngày sau bạn tưới là một lần nữa là Kidomin, là xin lỗi là Arifos cộng với tiêu tuyến trùng này nha. Còn hiện tại vườn ai chưa bị thì làm ơn tưới cho mình cái Arifos cộng với tiêu tuyến trùng ha. Mình thấy mình đưa cho rất nhiều khách hàng mình xài cái dòng Arifos của Mỹ này mà rất là đạt nha. Mình bán rất là nhiều cái Arifos này đó. Arifos này thì nó có thương hiệu lâu rồi nha, lâu rồi, chứ thật sự là cái thành phần lăn nó không cao bằng cái Arifos của Mỹ. Mà công nghệ của Mỹ nó nước xanh nữa thì mấy bạn biết rồi, đồ của Mỹ thì nó xịn nè ha. Hoặc là Arifos của Anh Quốc này cũng được, thành phần lăn nó hơi cao hơn cái Arifos 400 và Arifos Mỹ, nhưng mà công nghệ của Mỹ nó khác, công nghệ của Anh Quốc nó khác, mình nói rất là nhiều rồi ha. Nó bà con tranh thủ tưới tiếng trùng cho mình cộng với Arifos, tưới hết vườn mình đi nha. Cặp này bạn thay cho mình 300-400 lít nước tưới là đẹp, ok, tốn tiền nha mấy bạn. Nhưng mà thà là mình bạn tốn tiền để cây mình không bệnh nha, còn hơn mà mình tốn tiền mà mình tưới lỏng, mình sợ tốn tiền mình tưới lỏng nó không hiệu quả thì cũng như không đó. Đó là một số chia sẻ về cái bệnh vàng lá thú rễ, mình nói là cái nghiệt của cây sầu riêng. Và cái bệnh này á, nói tới bệnh này trên cây sầu riêng thì ai cũng sợ nha. Rồi ok, cảm ơn cả nhà.